thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, sốc tế mặt trận giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Đây là mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần quan trọng tạo nên tính lịch sử cho chiến dịch quân sự lớn nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Cách đây 47 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các của Sài Gòn. Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống vào ngày 28 tháng 4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hôm nay thư viện xin nêu lịch sử ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ tư vào tháng 12 năm 1976 đánh giá: năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ 20. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh hùng bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới. Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của đảng ta, là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ tư cũng chỉ rõ: đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ, chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ mở đầu một chương mới trong lịch sử giữ nước của dân tộc, còn là một điểm nhấn trong khúc tráng ca, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi con người Việt Nam, các thế hệ mai sau. Chiến tranh đã đi qua, nhưng tinh thần quyết tâm chiến thắng vươn lên bảo vệ đất nước của cha anh ngày trước chính là động lực thúc đẩy con cháu mai sau tiếp tục học tập, phát triển truyền thống yêu nước của dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Và đương nhiên, không thể không nhắc đến điều mà mọi người lao động quan tâm nhất là ngày 30 tháng 4, ngày chiến thắng chính thức trở thành một trong những ngày lễ quan trọng của Việt Nam. Theo quy định của Bộ Luật Lao động, người lao động trên khắp cả nước sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày này, cùng với ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 ngay sau đó.